Mời quý thính giả nghe 30 phút dân ca và nhạc cổ truyền của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Trong chương trình này, chúng ta cùng nghe một số tiết mục hát chèo. Quý vị và các bạn thân mến, chương trình hôm nay xin mời quý vị và các bạn lắng nghe những lời thơ đầy tâm huyết của các soạn giả làm rung động biết bao trái tim yêu chèo khắp mọi miền đất nước. Và để mở đầu chương trình là những vần thơ chất chứa niềm vui, bởi bao ngày lao động gian khó đã qua, nay mùa về đồng ruộng vươn xa, hoa trái sum suê, đất quê khởi sắc, hứa hẹn tương lai thanh bình, vững chắc. Thâu đêm đi
bầu trời xuân đi sắc mây êm mà khi sắc đi sắc xuân đang về nhìn vùng đất đi đất đi và Minh Tâm vừa trình bày bài Tiếng Hát Đông Xuân do soạn giả Hoàng Tường soạn lời theo điệu Tình Thư Hạ Vị. Nghệ sĩ ưu tú Như Hoa sẽ nối tiếp chương trình bằng bài hát mang tên Bên Nương Dâu Em Hát do soạn giả Trần Minh soạn lời theo điệu Nón Thúng Quay Thao. Lời thơ đưa ta đến dòng sông quê hiền hòa Kinh Bắc, nơi có những bãi bồi với những nương dâu xanh ngát một màu, cùng ngắm nhìn sự mộc mạc chuyên cần nhưng không kém phần duyên dáng của người thôn nữ đã hái dâu quên nắng quên mưa, đã dệt lụa quên ngày quên tháng. Một năm đầm bằng năm năm đêm, một năm kém bằng chín đêm tơ. Em hái dâu quên nắng quên mưa, em dệt lụa quên ngày quên tháng. Bức gấm đi theo hoa đi khoe màu, sông quê dòng nước chảy đi hơn đi sông, ngân xa kia bãi bồi ngàn dâu xanh đi mượn trải tầm bao la tới chân trời. Ta đi dâu xanh chìm trong ánh trăng thu dịu êm và thanh bình nơi miền quê, cùng cảm nhận lời nhớ thương xa xiết của cô gái với người yêu. Nhớ hôm nào đi bên anh ước nguyện chung đôi, dẫu phải trải qua bao gian nan vất vả, dẫu phải đợi biết bao mùa trăng, em vẫn một lòng sắt son. Bài Sao Xuyến Một Vầng Trăng do soạn giả Nguyễn Quang Cảnh soạn lời sẽ được nghệ sĩ ưu tú Thu Huyền trình bày theo điệu Ngâm Sổng và Luyện Năm Cung. Xin mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe. Vầng trăng em
dịu ngọc ngà sáng soi, lung linh đẹp giữa bầu trời, mênh mang tiếng hát đầy lời yêu thương. Nhớ về nơi ấy, biết mấy nối tiếp chương trình, mời quý thính giả lắng nghe nỗi điểm tâm sự của người con gái.
Dưới ánh trăng khuya, dường như nỗi nhớ người thương càng da diết chịu nặng hơn. Dưới trăng khuya trời thu gió mát, hội làng chèo vẫn hát sao duyên, trúc sinh đổ bóng bên thềm, gợi lòng sao xuyến nỗi niềm xa xôi. Dưới trăng khuya trời thu gió mát, hội làng chèo vẫn hát sao duyên, trúc sinh đổ bóng bên thềm, gợi lòng sao xuyến nỗi niềm xa xôi.
Nghệ sĩ Tú Thanh Bình vừa trình bày bài Tâm sự đêm trăng do soạn giả Nguyễn Trung Nhẫn soạn lời theo điệu Du Xuân. Quý vị và các bạn thân mến, những câu thơ dịu dàng tha thiết sau đây sẽ đưa ta về miền quê Thanh Oai tươi đẹp, với những hình ảnh thân quen mà vẫn lay động lòng người. Sương reo trên cành, mây bay đỉnh núi, cánh đồng ngô lúa xanh ngút ngàn. Chỉ vậy thôi cũng khiến người con của quê hương bồi hồi xốn sang, cảm nhận tình yêu quê như một phần máu thịt của mình. Đường về quê mẹ Thanh Oai, điệu chèo tha thiết tiếng ai trên đồng. Rừng ngô biển lúa mênh mông, cánh cò thấp thoáng lạc trong tiếng cười. Vẫn là trên cành dối thoảng mây bay đỉnh núi cánh đồng sương mờ dạt sao lời thơ ngô lúa như trong mơ xanh đến.
Vừa rồi là bài Đi giữa rừng ngô do soạn giả Mai Văn Lạng soạn lời, nghệ sĩ nhân dân Hồng Ngát trình bày theo điệu Chinh Phụ. Kết thúc chương trình, mời quý vị và các bạn lắng nghe ca từ chân thành sâu đậm của lứa đôi trao nhau. Dù bất cứ hoàn cảnh nào, người con gái Tảo Tần đảm đang ở hậu phương vẫn luôn hướng về người yêu nơi tiền tuyến với tình yêu thương nồng nàn, thủy chung, cùng niềm tin sắt son một ngày không xa, chúng ta sẽ chọn đời bên nhau. Bài Khúc hát gửi anh do soạn giả Hoa Hồng Thắm soạn lời sẽ được nghệ sĩ Tú Minh Phương và nghệ sĩ Đăng Kiên trình bày theo điệu Đào Liễu. Xin mời quý thính giả cùng lắng nghe. Do biên tập viên Yến Oanh biên soạn. 30 phút dân ca và nhạc cổ truyền của Đài Tiếng Nói Việt Nam đến đây kết thúc. Chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm lắng nghe. Thân ái chào tạm biệt.